Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong chuyên mục chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát xin được gửi đến quý vị và các bạn về tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2021 âm lịch. Tân Sửu là những người rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Người sinh năm 1961 Tân Sửu thì rất giỏi trong giao tiếp, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Theo dõi tổng quan tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2021 cho thấy, mệnh chủ trong năm nay xung khắc với Thái Tuế nên sẽ khó bề suôn sẻ và thuận lợi. Trong công việc và cuộc sống thì gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Cụ thể là trong năm 2021 này, vận trình của tuổi Tân Sửu kém sắc đi rất nhiều, may mắn không mỉm cười với con giáp này, nên bản mệnh khó đạt được những mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Vậy, tử vi chi tiết cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2021 sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết trong video ngay sau đây. Năm Tân Sửu 2021, gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tọa Thái Tuế nên tai vận giảm đi, cần phải lấy sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, hay trong dân gian còn gọi là năm tuổi. Các cụ nhà ta thường có câu Thái Tuế đương đầu tọa, vô tai giã hữu họa, ý chủ về hung họa của năm tuổi, chắc chắn trong năm sẽ có tai họa lớn xảy ra. Sửu âm thổ lại gặp tính thổ của Thái Tuế khiến cho thổ quá vượng nửa đầu năm nay, khiến cho nhiều mặt trong cuộc sống trở nên cực đoan thái quá. Ví dụ, về mặt giao tiếp xã hội thì tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 dễ trở nên tự tin, kiêu ngạo hoặc tự ti, dễ có những quyết định bồng bột. Về vấn đề sức khỏe thì gia chủ cần phải đặc biệt chú ý các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy và trong năm Tân Sửu, người sinh năm 1961 luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý để tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt có lời khuyên đối với các gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm nay là hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2021 để có thể hóa giải hạn Thái Tuế, chiêu mời cát tinh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm 2021 là năm tuổi của mệnh chủ, vì thế mà tuổi Tân Sửu 1961 và Thái Tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở mệnh chủ. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn, hoặc sống quá là thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Ngoài ra, phạm Thái Tuế luôn là điềm hung, sửu thổ đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà Thái Tuế gây ra. Thái Tuế sửu thổ vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và thủy trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến tác động không nhỏ đối với sức khỏe của tuổi Tân Sửu 1961. Xem tử vi năm 2021 của tuổi Tân Sửu, mệnh chủ dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Địa báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, Thái Tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là thực thần của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nên đa phần điểm này sẽ ứng với con cái của bản mệnh. Âm thủy khóa vượng nên phong thủy may mắn xin được nhắc nhở tuổi Tân Sửu 1961 trong năm Tân Sửu chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả. Cần phải lưu tâm cả những nơi là hầm ngầm hang động dưới lòng đất. Những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh.
với hình tượng ở mặt trước bát bảo là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ, mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp cho tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Dự đoán tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích tường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên, an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo dương lịch. Và tiến sang năm 2021, vận trình của tuổi Tân Sửu khá là bình ổn. Nếu bản mệnh còn đang công tác thì công việc khá là nhàn hạ mà thu nhập không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng cùng với tiền thưởng, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng tuổi Tân Sửu chú ý, càng thấy lợi thì càng cần phải cẩn trọng, đừng vội vàng tin lời người khác, bởi đó có thể là nơi nói dối gian lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lỗ mãng tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện chẳng thể trách ai. Tuy nhiên thì mệnh chủ phải chú ý hơn đến thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần, sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu, tiếp khách, hạn chế rượu bia thuốc lá. Về vấn đề sức khỏe thì bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng khó tránh khỏi những chuyện tai họa bất ngờ gây chảy máu bị thương. Con giáp này có thể tìm cách hóa giải bằng cách hiến máu, nhổ răng để có thể giảm bớt tai ương. Ngoài ra hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để có thể hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 61 tuổi gặp sao kế đô chiếu mệnh là hung tinh chủ về chuyện bất lợi, nhất là những vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bệnh về tim mạch. Ngoài ra cần phải chú ý vật nuôi trong nhà dễ xảy ra vấn đề. Nữ mệnh 61 tuổi năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh bất lợi cho nữ, dễ gặp tai nạn bất ngờ, cần chú ý nhiều đến đời sống hàng ngày để tránh gặp phải tai nạn đổ máu. Sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 vào năm Tân Sửu 2021. Sự phát triển nghề nghiệp của bạn sẽ ở một nút cổ chai. Ở tuổi này thì bạn có thể là quản lý cấp trung hoặc cấp cao của công ty, mà năm 2021 sẽ là một năm quan trọng đối với bạn. Vì vậy có thể cần phải cố gắng cải thiện hơn nữa hoặc giữ nguyên hiện tại. Nếu không, rất dễ được thay thế bởi người khác. Năm nay nên chú ý hơn đến hoạt động và sự thay đổi của mọi người xung quanh, làm tốt công việc của mình, chuẩn bị chu đáo. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 rơi vào năm trực thái tuế, vì vậy sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp mạnh. Năm nay sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 không ít thì nhiều cũng phát sinh biến động như là thăng tiến hoặc xuống chức, thay đổi vị trí công tác. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 không nên quá đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Những người có năng lực quản lý có thể tích cực học tập, tập trung phát triển sự nghiệp, hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ được sự tỉnh táo sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể phải mất đi rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Tân Sửu 1961 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Tân Sửu 1961 trong năm nay cần phải cẩn trọng chú ý nhiều đến tháng Ất Mùi, dương lịch tính từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8, tức từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Tháng này thì gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến cả những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung những gia chủ Tân Sửu 1961 năm 2021 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng vào thời gian này. Nếu muốn tiến hành cần phải tham khảo kỹ từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 vào năm 2021.
tài vận của tuổi Tân Sửu 1961 thì năm 2021 không có quá nhiều thu hoạch, chi nhiều thu ít nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Kèm với đó thì gặp phải thần sát tỷ kiên, chủ về tranh chấp, tiểu nhân quấy phá, mang lại điều không may mắn. Nên nếu mệnh chủ có ý định kinh doanh thì cần vô cùng cẩn trọng, tốt nhất là không nên mở rộng làm ăn trong năm nay. Nếu nhất thiết thì cần mở rộng, hết sức chú ý về phần điều khoản hợp đồng và các loại giấy tờ có liên quan. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới, cần phải hết sức cẩn thận, lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của, tìm hiểu kỹ càng lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để có thể đưa ra những chiến lược hợp lý phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình đã hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Theo dự đoán tử vi năm 2021 thì bạn sẽ không có vận may ổn định về tài chính, nên lập kế hoạch cũng như là thu nhập chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, vận may tài chính của bạn có thể ổn định vào năm 2021. Để cho sự nghiệp hanh thông may mắn, tuổi Tân Sửu 1961 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Về tình duyên của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2021. Năm của tuổi Tân Sửu 1961, khuyết đào hoa tinh lại là năm trực thái tuế nên phương diện tình cảm có nhiều biến động. Đối với gia chủ đã có gia đình, cần tránh thái độ ghen tuồng quá mức khiến cho đối phương mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Tân Sửu 1961 đã kết hôn, do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến nhiều sự thay đổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã, cần giữ thái độ bình tĩnh giải quyết vấn đề của gia đình mình. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng, từ đó dẫn đến rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên, hai vợ chồng cần phải bao dung lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với những mệnh chủ còn đang độc thân thì cần phải chú ý, đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Cần chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng hối tiếc về sau. Cần phải chú ý dành nhiều thời gian cho người yêu, sẽ đi cùng mình trên quãng đường còn lại nhiều hơn. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp Tị Dậu Sửu kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Về sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 vào năm 2021. Trong năm 2021 này thì sức khỏe của tuổi Tân Sửu sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh thì hãy chú ý hơn đến sức khỏe của mình, vì nó có thể quay trở lại. Mặc dù còn trẻ và có sức khỏe tốt nhưng đừng lạm dụng, thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu là những thói quen xấu, có thể tự hủy hoại bản thân và cơ thể bạn. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm nay gặp thái tuế, phục thi, kiếm phong, khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó, trong năm nay do thiên khí và địa khí có phần xung khắc nên có thể dẫn tới mệnh chủ sẽ gặp phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp, cần hết sức chú ý giữ gìn và người thân trong gia đình. Mã tinh gặp hãm nên khi đi ra ngoài dễ gặp phải tai nạn, cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông, tuân thủ luật lệ giao thông để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra thì tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm nay thủy quá vượng nên về mặt sức khỏe cần chú ý các bệnh về thận. Tính cách khá là chịu khó chăm chỉ làm việc nên nhiều khi tuổi Sửu bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ thì ta hãy cố gắng hết sức, còn khi về già thì quý gia chủ hãy cố gắng để tuổi già có thể hưởng thụ, không nên dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm nay sức khỏe của bạn không được tốt lắm, sự nghiệp, gia đình, các vấn đề khác cũng sẽ khiến bạn bị kéo dài suy nghĩ, tâm tư và gây ra các vấn đề sức khỏe như là mất ngủ và chất lượng giấc ngủ kém. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là xương sống của gia đình bạn nên điều chỉnh hợp lý, tập thể dục nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn với gia đình và đối xử tốt với con cái để được hiểu và tin tưởng. Một khi bạn có được tâm lý thoải mái sẽ có sức khỏe tốt.
Quý anh chị thân mến, năm nay với những gia chủ tuổi Tân Sửu thì sẽ không có nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Thêm vào đó là những họa thị phi bùa vây, ảnh hưởng đến tinh thần cũng như là cho anh chị phải mệt mỏi. Về tài lộc thì cũng không quá có nhiều biến động, nhưng do lộc tụ từ những năm trước để lại nên quý anh chị vẫn có thể sống cả đời an nhàn, không cần phải quá mưu cầu bon chen gây nên những sóng gió bùa vây làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung đẳng vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm Tân Sửu này. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.